Ngày 4 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra phát hiện đường dây giả môi giới việc làm để mua bán người ở Việt Nam đưa sang Campuchia. Trước đó, ngày 26 tháng 6, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện một ô tô có hành vi xuất cảnh trái phép nên kiểm tra, qua đó bắt giữ 3 nghi phạm gồm V, 25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội, D, 19 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và T, 25 tuổi, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện hành vi đưa một người sang biên giới để bán cho một công ty tại Campuchia với giá 18 triệu đồng. Qua điều tra, những nghi phạm khai nhận sinh sống ở nhiều tỉnh thành khác nhau, đã kết nối qua mạng xã hội, sau đó mua bán người là các nhân viên ở các quán karaoke hay massage với giá từ 10 đến 20 triệu đồng để đưa sang Campuchia bán lại. Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, triệu tập 3 đối tượng và đang truy xét thêm một người, giải cứu một nạn nhân khi đang bị đưa qua biên giới Campuchia. Ngày 4 tháng 7, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị M lên mạng xã hội và kết bạn Facebook với Đào Duy Thực. Qua tin nhắn, Thực nói đang làm việc cho một tập đoàn lớn và gửi ảnh chứng minh nhân dân cho chị M. Sau nhiều lần nói chuyện, chị M nảy sinh tình cảm với Thực và nhiều lần gọi FaceTime trò chuyện, trong đó không ít lần có hình ảnh nhạy cảm. Ngày 28 tháng 1, Thực hướng dẫn chị M đầu tư vào trang mạng petrovietnam.co.mobile. Tin tưởng bạn trai, chị M đăng nhập vào đường link, tạo tài khoản làm theo hướng dẫn. Sau đó chị M sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng Techcombank, chuyển khoảng 10 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng MB mang tên Nguyễn Mạnh Đạt. Hai ngày sau, Thực nói chị M phải chuyển thêm 50 triệu đồng để đầu tư, nhưng chị M nói không có tiền. Thực đe dọa buộc chị M phải chuyển tiền, nếu không sẽ đưa ảnh nóng của chị M lên mạng và gửi cho bạn bè người thân. Qua xác minh thông tin theo địa chỉ trên chứng minh nhân dân mà đối tượng gửi cho chị M thì không có ai tên Đào Duy Thực. Công an xác định đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Đào Duy Thực để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 4 tháng 7, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đang thu thập chứng cứ để điều tra vụ việc hai cán bộ kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bị đánh. Theo đó, vào ngày 29 tháng 6, lực lượng kiểm lâm trạm kiểm lâm số 1 Hồ Trị An gồm hai kiểm lâm viên Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Thanh Lương điều khiển cano thực hiện nhiệm vụ tuần tra hoạt động khai thác thủy sản trên Hồ Trị An thì phát hiện tại khu vực vàm Sa Mách có ngư cụ lập xếp là loại bị cấm nhưng không thấy người nên tiến hành tịch thu. Sau khi đã kéo được khoảng 30 ngư cụ lập xếp ở dưới hồ lên cano, thì có hai ghe chở khoảng 11 người chạy từ hướng đồi cá, đâm thẳng vào cano của lực lượng kiểm lâm. Các đối tượng đã dùng tay máy chèo đánh hai kiểm lâm viên và dùng dây trói siết cổ anh Lưu, ép hai kiểm lâm viên sang ghe. Các đối tượng lấy cano, ngư cụ lập xếp và đưa hai kiểm lâm viên về khu vực đồi cá để hành hung. Bước đầu xác định hai kiểm lâm viên bị thương phần mềm, bị sưng ở đầu và hai gò má. Ngày 4 tháng 7, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Rông, tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra nguyên nhân vườn sầu riêng của người dân bị kẻ xấu phá hoại. Trước đó, sáng 3 tháng 7, gia đình bà Ngô Thị Hiền, trú thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, đi thăm vườn thì phát hiện vườn sầu riêng 7 năm tuổi bị phá hoại bằng hình thức cạo vỏ ở phần gốc. Qua kiểm tra có 27 cây sầu riêng to, nhiều quả nhất bị phá hoại. Bà Hiền ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Để cứu cây, gia đình bà đã bỏ hơn 1 triệu đồng mua thuốc liền sẹo về bôi vào vị trí vỏ cây bị cạo. Cùng với đó, gia đình chặt bớt cành lá, hái hết quả non để dưỡng sức cho cây. Ngày 4 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lộc Sơn để xem xét xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, vi phạm liên quan đến công trình xây dựng bờ ta luy. Trước đó, qua kiểm tra rà soát, cơ quan chức năng ghi nhận tại hẻm số 377 đường Trần Phú, phường Lộc Sơn xuất hiện xây bờ kè ta luy có độ cao 8 đến 9m, kết cấu không đảm bảo an toàn và nguy cơ đổ sập khi có mưa lớn, trong khi phía bên dưới chân bờ kè ta luy có nhà dân đang sinh sống. Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 2 tháng 6, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bảo Lộc có văn bản chuyển thông tin đề nghị xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Sơn không có báo cáo. Sau khi có quyết định tạm đình chỉ, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Sơn đã tiến hành kiểm tra phát hiện công trình không có giấy phép là của ông Trần Vĩnh Hòa vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với số tiền phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Sáng 4 tháng 7, chính quyền xã Xuân Phổ phối hợp với hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cùng với người dân địa phương bàn giao một con kỳ đà dài khoảng 2m, nặng hơn 15kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2B, cần được bảo vệ bảo tồn cho vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, tái thả về tự nhiên. Trước đó, ngày 2 tháng 7, con kỳ đà đã bò vào khu vực sân vườn nhà dân ở địa bàn thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ. Ngay sau đó, người dân đã bắt giữ và trình báo cho chính quyền địa phương cùng hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân để làm các thủ tục bàn giao.